Rồi bây giờ hai bạn sẽ làm bài cho cô Thảo nha. Chuẩn bị. Bắt đầu. 17 cộng 42 cộng 21 trừ 60 bằng 20. 20 chính xác. Tiếp tục. 59 cộng 31 trừ 60 cộng 18 bằng 48. 48, nói to lên nha. Chính xác. 18 trừ 12 cộng 13 cộng 41 bằng 60. Chính xác. 29 cộng 51 cộng 17 trừ 83 bằng 14. Chính xác. 27 cộng 12 cộng 31 cộng 26 bằng 96. Chính xác. Rồi bạn Nhật Cường tập trung lên nha con. 38 trừ 33 cộng 14 cộng 41 bằng 60. Chính xác. 84 trừ 60 cộng 11 cộng 32 bằng 67. Chính xác. 46 cộng 12 cộng 21 trừ 68 bằng 11. Chính xác. 67 trừ 56 cộng 43 cộng 31 bằng 85. Chính xác. 31 cộng 24 cộng 11 trừ 65 bằng 1. Chính xác. 72 trừ 51 cộng 34 cộng 11 bằng 66. Chính xác. 53 cộng 22 trừ 65 cộng 46 bằng 56. Chính xác. Một bài cuối cùng nha. 79 trừ 27 cộng 13 cộng 22 bằng 87. Chính xác.